Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 6, câu 30 đến câu 34. Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến nơi một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chặn lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến, có những dịp tham dự thánh lễ bên giáo phận vào những dịp lễ lớn, thấy quang cảnh tấp nập, người qua lại, kẻ lo chuyện này chuyện kia, theo sự phân công để sao cho rập ràng, tránh những sai sót. Thánh lễ lâu lắm chừng 2 giờ đồng hồ là cùng, nhưng công việc chuẩn bị thì không phải một bữa, mà nhiều ngày trước, phải đầu tư công sức suy nghĩ. Thánh lễ thường tổ chức thành công, tốt đẹp, nhưng sau đó cũng để lại cho chúng ta sự mệt nhoài của thân xác. Ai cũng cần nghỉ ngơi, thư giãn. Câu chuyện tin mừng hôm nay cũng trong bối cảnh đó. Các môn đệ tụ họp bên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không dừng lại ở những báo cáo thành công của môn đệ mình, và cũng không tận dụng hết những sức mạnh đang phơi phới nơi các tông đồ. Người nói họ cần nghỉ ngơi. Chúa Giêsu thông cảm với những áp lực của việc giảng dạy mà các môn đệ đang làm. Không phải vì người rành tâm lý ứng xử, nhưng người muốn các môn đệ mình phải có sự quân bình cần có, không chỉ với tha nhân mà còn với chính bản thân. Cái dung dị của Chúa Giêsu khi thấy đoàn dân chúng như chiên không người chăn, Ngài chặn lòng thương, nhưng Ngài muốn các môn đệ của mình không chịu những áp lực của công việc giảng dạy theo kiểu để đáp ứng nhu cầu. Ngài muốn các môn đệ cần đi theo một tiến trình rất trật tự của tình thương, là việc nghiêm túc, nghỉ ngơi đúng lúc. Vì thế, Chúa Giêsu bảo các môn đệ chọn những nơi thanh vắng để nghỉ ngơi trong khi muôn dân đang chờ đợi. Bảo như thế không phải vì lành nhạt không biết, nhưng để cái biết này được lắng đồng lại và lòng nhiệt thành được nuôi dưỡng đủ chất hơn, đến độ như có lời Kinh Thánh nói: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân. Không làm cho người môn đệ nao núng lo sợ. Họ như chiên không người chăn dắt. Một câu nói vẫn mang tính thời sự qua mọi thời đại và là thách đố cho mỗi người chúng ta. Tin mừng cần được loan báo, nhưng được loan báo bằng tình yêu thương đích thực. Yêu như Chúa yêu, có con tim nhạy cảm trước nhu cầu thiết thực của tha nhân, để chặn lòng thương xót.
nhưng để làm được điều đó cần cầu nguyện nhiều, để thấm nhuần tình mến của Chúa, để rồi biết yêu như Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim thịt mềm để biết yêu nhiều hơn, yêu Chúa và tha nhân, biết nhạy cảm hơn, nhạy cảm với tình yêu của Chúa, nhạy cảm với nhu cầu của tha nhân.